Bởi vì chúng tôi đã không có cơ hội có được một tuổi thơ bình thường. Họ gọi chúng tôi là khác biệt. Bởi vì chúng tôi không cư xử bình thường, họ gọi chúng tôi là quá dị. Nhưng chúng tôi còn hơn thế nữa, vì câu chuyện của chúng tôi bắt đầu một cách khác biệt. Chúng tôi hiểu ý nghĩa của tình yêu, tình bạn và làm việc chăm chỉ. Chúng tôi có thể không có cha mẹ, nhưng chúng tôi có hàng trăm anh chị em. Bởi vì chúng tôi lớn lên mà không có cha mẹ, họ chế giễu và coi thường chúng tôi. Bề ngoài chúng tôi có thể trông nghèo nàn khi bạn nhìn chúng tôi, nhưng tâm hồn chúng tôi cũng giàu có như bất kỳ ai. Chúng tôi có thể không có khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống, nhưng điều này không làm cho chúng tôi khác biệt, nó làm cho chúng tôi trở nên đặc biệt. Bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống, chúng tôi chiến đấu gấp đôi, vượt qua những trở ngại và thách thức trên con đường của chúng tôi cùng nhau. Luôn có niềm tin vào bản thân. Tin vào chính mình. Tin vào việc chạy.